Ngày 3 tháng 6, niềm vui và nỗi buồn đã hôn nhau. Khi nói về lễ mừng, ta dễ có xu hướng muốn mang lại cho tâm trí những kỳ lễ hạnh phúc, thú vị, tráng lệ. Ở đó, trong chốc lát, ta có thể quên những khó khăn của đời sống và đắm mình trong một bầu khí âm nhạc, điệu vũ, đồ uống, tiếng cười và rất nhiều chuyện phiếm thoải mái. Nhưng lễ mừng trong Kitô giáo không liên quan gì lắm tới những điều đó. Lễ mừng chỉ có thể có được nhờ nhận thức sâu sắc rằng sự sống và cái chết không bao giờ được xem là tách biệt hoàn toàn. Lễ mừng chỉ có thể thực sự xảy ra ở nơi đâu sợ hãi và tình yêu, niềm vui và nỗi buồn, nước mắt và nụ cười có thể tồn tại cùng nhau. Lễ mừng là sự chấp nhận cuộc sống trong một nhận thức không ngừng gia tăng về giá trị của nó. Và cuộc sống quý giá không chỉ bởi vì nó có thể được nhìn thấy, chạm tới và nếm thử, mà còn bởi vì một ngày kia nó sẽ biến đi. Khi ta mừng một đám cưới, ta mừng một sự nối kết cũng như sự ra đi. Khi ta tưởng nhớ cái chết, ta tưởng nhớ tình bạn bị mất cũng như được tự do. Có thể có giọt nước mắt sau đám cưới và nụ cười sau đám tang. Ta thực sự có thể làm cho nỗi buồn của ta cũng giống như niềm vui trở thành một của lễ mừng cuộc sống của chúng ta. Ta có thể trong xác tín sâu sắc rằng sống và chết không phải là đối thủ, nhưng thực ra đang hôn nhau tại mọi khoảnh khắc của sự hiện hữu của chúng ta.